Rồi, hello toàn thể anh em trên mọi miền đất nước nhá. Thì hôm nay là ngày mùng 6 tháng riêng. Thì cửa hàng mới đem là hôm nay cũng bắt đầu khai xuân để gửi hàng cho các bác. Thì hôm nay em cũng đóng gửi được vài đơn, được một số đơn rồi. Đây còn một số đơn này thì mới đóng được, để đây mai mới gửi. Thì đây, nhớ ra là hôm nay là em cũng xếp lô ra để em quay, em niêm yết giá trên sản phẩm cơ. Nhưng mà do thời tiết mưa thì em không quay được, không xếp được máy ra. Thì em cũng chỉ review qua cái những mặt hàng bên em nhá. Đây thì cái bên này là hàng em chưa dọn này. Đấy, bác nào mà có nhu cầu về mua hàng về tự dọn thì các bác liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 nhé. Đấy. Mà địa chỉ em là ở, địa chỉ cửa hàng của em là ở bên ở Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang nha các bác nhá. Em có để ở góc trên của màn hình của các bác đây nhá. Bác nào nghe không rõ có thể lấy thông tin ở trên màn hình giúp em. Đấy. Đây là cái bên mặt hàng này là hàng chưa dọn này, thì em gồm có hàng Tanaka nhé, hàng Maruyama, hàng Ryobi Komatsu nhé. Bác nào mà có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em, thì em sẽ thông báo tư vấn cụ thể những cái sản phẩm như thế nào. Vì do cái thời tiết nó nắng mưa nó thất thường nên là em không không xếp được máy ra, thì các bác thông cảm giúp em. Đấy, em hẹn video sau em sẽ xếp ra, xếp lô ra nhá. Đấy, đây hàng này, những cái hàng Maruyama nhá, công suất 26cc này, rồi 23cc, rất là nhiều luôn. Rồi hàng Kyurit nhá. Đây hàng Kyurit này. Những cái sản phẩm này thì rất là dễ dọn và dễ bán nhá. Giá cả thì phải chăng thôi. Rồi có hàng Honda nhá, Honda GX25. Hàng Komatsu nhá. Đây. BC34 này, BC44 này. Đấy. Rất là nhiều luôn. Rồi đây là hàng em dọn sẵn rồi. Gồm có những cái mặt hàng, rất là nhiều mặt hàng luôn nha các bác nhá. Hàng Robin này, hàng Hitachi, hàng Maruyama, Komatsu. Rồi hàng Mitsubishi nhá. Đây, cái này là máy công suất lớn này. Gồm có hàng Mitsubishi T170 này, rồi hàng Komatsu nhá. Komatsu con này là con công suất 44cc. Đây rồi hàng Kawasaki TG20, TG18, TG24. Rồi các loại đầu máy nhá. Đầu máy Komatsu này. Đấy, Komatsu con này KB26 này. Rồi hàng BC260, BK2600 này, 2610 nhá. Đấy. Đây. Đây em có hai cái con này là có hai con hàng Honda nhá. Honda GX25. Đấy. Đây, em giới thiệu qua hai con máy này cho các bác xem. Đấy, con này, hai con này thì
đều là hàng gửi 25 nhé. Con này thì bong mất tem rồi. Đấy, đây, con này thì con bong một nửa đây. Đấy, hai con thì đều máy nguyên bản hết. Giật nhẹ là nổ rồi. Nhưng mà đây là đang hiện tại là đang hết xăng. Vì em không xếp lô ra nên là không cho xăng mà không nổ được. Đấy, máy nguyên bản này. Đấy, tất cả sáng bóng hết. Đây, hai con này đều tum rời nhá. Tum rời này. Đấy, cần lắp nguyên bản này, đây, đều tay ga bóp luôn. Đây. UMK 425 nhá. Đấy. Máy rất là đẹp luôn. Bác nào mà có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì các bác chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 nhé. Đây, đây là hàng của đang đóng để mai mới vận chuyển đi đây. Đấy, đây. Ngoài máy ra thì bên em còn rất là nhiều các loại phụ tùng, ví dụ như là áo này, rồi tum này, mô bin nhá, hơi các loại. Đây, máy rất là nhiều này. Đấy. Đấy, nhìn cao vút lên trên kia. Còn đây là một số máy hàng ba lô nhé. Hàng ba lô đeo lưng này. Gồm có hàng Shindaiwa này, hàng Tanaka. Rồi hàng Kyodit nhé. Đây. Rất là nhiều. Các bác có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp hoặc các bác kết bạn Zalo nhé. Đây là hàng Tanaka này, hàng Hitachi nhé. Đây hàng Tanaka chân trống đây nhá. Đấy. Rất là nhiều luôn nha các bác nha. Rồi thì video của em hôm nay em cũng đến đây thôi. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video của em nhé. Thì em hẹn gặp lại tất cả các bác ở video lần sau. Thì do hôm nay là thời tiết nó hơi xấu nên là em không quay được lô. Thì các bác thông cảm cho em nhé. Em video sau em sẽ quay lô, em sẽ niêm yết giá luôn. Để cho các bác dễ chọn. Còn hôm nay các bác mà có nhu cầu sản phẩm, sử dụng sản phẩm nào thì các bác cứ liên hệ nhé. Còn các bác xem video thì các bác muốn chọn lô thì các bác hãy theo dõi kênh bằng cách các bác nhấn nút like này. Đấy, nhấn nút like như này ở trên góc dưới mà của màn hình của các bác. Và ở bên cạnh có một cái nút đăng ký thì các bác nhấn vào cái nút đăng ký và các bác bấm cái quả chuông để nhận thông báo khi bên em có video mới nhá. Đấy. Rồi.
Thì em xin chào tất cả các bác.